Ok, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình và mình là Tony. Thì trước mặt các bạn đây là một web kiếm tất cả những đồng coin như là Free, Bitcoin, Bitcoin Cạc, Litecoin, Dogecoin, Aircoin. Nói chung là rất nhiều các đồng coin các bạn có thể nhìn thấy đây, đây rất nhiều các đồng coin. Nhưng mà đặc trưng ở cái web này đương nhiên bay về Forecast Hurt. Đây là một web mình muốn nói luôn là một web đáng chơi cho cả cả bạn chơi lâu đời hay là bạn mới là tập người tập chơi đến Bitcoin, à đến Coin. Mới tập chơi coin, mới kiếm coin thì đều là một web đáng để cho các bạn chơi cả. Không, đơn ra anh em đừng có bỏ qua web này. Thì ở web này hoàn toàn miễn phí, chơi này, auto forecast. Cái quan trọng nhất chính là auto forecast của nó hoàn toàn là auto forecast này, forecast này, mining for free luôn. Đơn ra đầy đủ các tính năng. Nhưng đặc điểm của thằng này nó sẽ đăng ký tương đối là lâu một chút. Đơn ra mình sẽ reset cho các bạn xem. Khi cái đăng ký của nó thì rất là đơn giản thôi. Đây này, tích. Đăng ký của nó thì tương đối là đơn giản thôi, nhưng mà nó confuse cái mail rất là lâu. Đâm ra bây giờ mình sẽ đăng ký trước cho bạn. Mình lưu ý là những cái web này nó giống như kiểu là gái xinh ý, nó tương đối là chảnh, gái ấy rất tốt, đâm ra gái tương đối xinh và chảnh. Thì đây mình sẽ xếp lại. Thì đây thì sẽ tip check email, tip email cho một email check email spam. Thì chắc là mình sẽ phải hẹn bạn ở ngày mai để khi mình tip được rồi web thì mình sẽ cho các bạn xem. Thì hôm nay mình tạm thời làm đây nhưng mà nó chưa tip cho mình đâu. Đấy, không có. À đây, nó lại tip luôn. Ok. Thì bây giờ mình sẽ làm luôn, khỏi chờ về đến ngày mai. Ok. Ok, bây giờ chúng ta sẽ kích vào tôi không phải người máy và mình sẽ làm luôn web cho các bạn xem. Cửa hàng. Ok, xác minh lại. Xin nhìn. Ở cái web này thì tất cả các bạn không thể quên cái ví huyền thoại này được. Bạn nào mà chưa biết đến ví huyền thoại thì các bạn có thể xem link ở phần mô tả bên dưới. Thoải mái nhé. Tự dưng bây giờ nó ất tip rất nhanh nhưng mà lúc chiều mình làm ấy nó lại ất tip lâu phết. Mình bảo thôi con này hàng ngon thì gái chảnh vậy, thì ất tip lâu thì chấp nhận. Đây các bạn nào chưa có ví huyền thoại, hướng dẫn sử dụng ví huyền thoại mình sẽ để link ở phần mô tả bên dưới cho anh em. Ok, vào đây các bạn nhìn thấy đây, rất là ngon, hàng ngon. Mình sẽ đi từng chi tiết từng cái một, sau đó mình kiếm được coin, sau đó mình sẽ rút tiền thẳng cho các bạn. Nhưng việc đầu tiên khi các bạn cần vào, khi web vào, đó chính là bạn phải cài đặt ví trước cho mình. Điều đầu tiên nhiệm vụ các bạn là phải cài đặt ví trước cho mình nhé. Ấn vào Wallet Asset. Và cái này thì đương nhiên nó phải sử dụng cái ví này, chắc chắn rồi. Mình ấn Deposit này cho nó tiện. Nếu vì các bạn chưa có ví liên kết với ví này thì ấn Deposit cho nó tiện. Và hiện tại ví huyền thoại đã có Meloto. Thêm coin nữa, thêm 2 coin này, rồi get đi. Thì ở phiên bản cập nhật mới chúng ta không cần phải cứ ấn như này và lấy thẳng cái ví này là được rồi. Show deposit asset. Ủa, dài vãi trưởng. Cái thằng này nó hơi dài, cái địa chỉ ví của thằng Meloto này hơi dài, nó ra đành phải thế. Ở đây get tiếp đi. Ở cái phần phiên bản mới của cái này thì nó sẽ lấy luôn cái ví ở trên cái deposit này là được rồi. Các bạn không cần phải áp thêm vào wallet asset này, trừ khi là bạn muốn liên kết với một cái ví khác mà thôi để rút tiền ấy. Thì các bạn xem link ở phần mô tả bên dưới, cả phần 1, phần 2 mình đều có ở phần mô tả bên dưới hướng dẫn chi tiết nhất chi tiết để các bạn kiếm tiền ở trên cái ví này rồi. Nên là mình sẽ không nói nhiều. Bây giờ chúng ta set up ví trước. Đây, Bitcoin. Mình sẽ check trước cho các bạn nha. Bitcoin lấy luôn từ deposit đấy. Nếu như bạn là người mới cứ lấy thẳng đi. Vì các bạn chưa có muốn bay về ví nào thì cứ tạm thời cứ lấy luôn từ đấy. BCH. Litecoin. BCH. Tiếp theo là Litecoin. Đầu tiên các bạn phải xếp hết tất cả các địa chỉ ví cho mình. Xong trước lưu ý là cái thao tác này là thao tác các bạn phải làm đầu tiên khi ở web này. Làm gì lưu ý nhá, nhớ là thao tác làm đầu tiên, còn các bạn làm việc khác sau cũng được. Nhưng mà thao tác này làm thao tác đầu tiên xếp lại cho mình. ETH.
thì các bạn mới có thể mở được các tính năng của cái chơi nó. Thật ra anh em phải nếu các bạn không tin tưởng vào cái độ copy, nhiều khi copy sai một ví thì nó sẽ hủy hết tất cả toàn bộ những cái mà bạn đang có này. Hôm nay tôi với coi ba coi thì mình sẽ không dùng. Tôi cứ tạm thế đã. Xếp lại. Không nó hỏng một cái thì nó đi cả đũa. À rồi, setup xong này. Ok. Sau khi setup xong thì chúng ta sẽ đi về từng phần để Google setup nhá. Thì đây là reference để mời chào bạn bè. Cái này thì khuyến nghị các bạn mời chào bạn bè là tại sao? Thứ nhất, cái web này là một web rất ngon. Đây, địa chỉ Việt Nam, IP của Việt Nam đang là 1.221 người. Và cái thằng cao nhất là thằng Indo với 55.240 người. Thì thằng Indo thì đương nhiên nó cao hơn mình là cũng phải rồi. Dân số cao hơn, diện tích cao hơn, mọi thứ nó cao hơn. Đương nhiên là số lượng người quan tâm đến việc kiếm coin ở trên mạng nó cũng sẽ cao hơn. Nhưng mà dù sao mình cũng kêu gọi các bạn là hãy share clip này và sử dụng link của các bạn để mà mời chào, hãy mời chào tất cả bạn bè, người thân. Hãy share cho tất cả người thân để cho chúng ta có cái địa chỉ IP cao hơn thằng Indonesia để Việt Nam đứng lên trên bảng xếp hạng đây. Ngon hơn hẳn so với thằng khác, các bạn có thể nhìn thấy đây rất nhiều thằng Ấn này, Philippines này, Philippines nó trên mình, Brazil này, UAE là cái thằng đích ta. Indo, nhưng mà đại khái các bạn quan tâm thằng đứng đầu thôi. Indonesia này, mình thấy kém thằng Indonesia là mình ghét rồi. Thì các bạn hãy cố share hết tất cả mọi người, để bây giờ mình đang đứng thứ 1.200 rồi. Mình mong muốn rằng là sau clip này các bạn hãy share cho tất cả mọi người, tất cả bạn bè, để đẩy cái IP của Việt Nam đi lên cao hơn. Đấy là mong muốn của mình, để cho tất cả mọi người cùng có thể chơi đấy, các kiểu, để cho Việt Nam đứng lên bảng xếp hạng, để chúng cho bọn nó nhìn vào phát là thấy choáng Việt Nam luôn. Chỗ này là Việt Nam, anh em là phải kiểu giống như là đi đến đâu là nhìn thấy người Việt Nam là phải choáng luôn đấy. Mình thích cái kiểu đấy, bởi vì các bạn được đi du học thì các bạn sẽ hiểu. Thì mình được đi du học ấy thì mình rất thích người Việt Nam, là đặt chân đến đâu cũng gặp người Việt Nam thành công, thấy người Việt Nam thành công thế này thế kia. Đại khái là cũng khó giải thích cái cảm giác ấy lắm. Nhưng mà mình tương đối là mình thích cái đấy. Ok, bây giờ chúng ta vào bước đầu tiên, forget. Thì những cái coin này các bạn không forget được vì mình không setup ví. Đương nhiên là đầu tiên mình sẽ chơi Bitcoin trước, clan này. Đấy. Việc clan này sẽ là nhận từ 8 cho đến 10 Satoshi. Các bạn ấn link cho mình. Follow nó sẽ hiện cái này. Xong yên answer vào. À, nó quên nhờ, ấn vào đây đã. Ok, get go. Captcha wrong rồi, ấn nhầm cái kia. Okay. Ấn vào đây cho mình, get go. Đợi một chút. Cái phần clan này thì nó lại hơi lâu, cho phần tưởng cũng không được ngon nghẻ cho lắm. Vì để đá lại một chút, kênh của mình đó là Getcoin Free, thì một số mình sẽ cập nhật sau là cái web đấy nó đã sống lại rồi. Anh em nào mà chưa biết web đấy thì có thể xem lại. Cái đấy nó cho 1 tiếng đồng hồ 100 Satoshi và rất nhiều bạn chơi. Đây, từ quãng vượt qua cái này mình sẽ chỉ cho. Bạn quay lại cái tiện thể đang trong đà clan. Thì các bạn quay lại kênh YouTube của mình. Các bạn có thể get coin free này nó đã sống trở lại, và hiện tại rất nhiều bạn đang biết là nó sống trở lại rồi. Rất nhiều bạn đang share giết các thứ lại cho các bạn. Cái này đây là một web rất là ngon. Nó sẽ có cho bạn 100 Satoshi. Này, 100 Satoshi. Đây, từ 100 đến 100.000 Satoshi hiện tại nó đã sống trở lại rồi. Lưu ý anh em nhé. Cái này thì đương nhiên ngon hơn, trong khi đó clan này nó sẽ mất bao nhiêu. Đây. Không, get link. Clan này nó sẽ mất bao nhiêu phút để mình xem. Ok.
cái ok 11 to violent đây khoảng độ 5 phút. Nhưng mà ở trên cái web này ấy, ở trên cái web này này thì nó sẽ không phải bị đếm quá nhiều, nói chung là mọi thứ nó rất là thuận tiện luôn, các bạn có thể tham khảo này rất là nhanh và thuận tiện. Thật ra anh em có thể tham khảo cái này nếu như mà muốn kiếm thêm ở cái phần clan. Thì tương tự như thế, trong cái khoảng thời gian chờ đợi mình cũng luôn hướng dẫn cho các bạn rằng là hãy clan hết tất cả các đồng này đấy, vì chúng ta có thể đổi khi mà chuyển về Forket, chúng ta để đổi qua lại với nhau. Ví dụ như bạn chỉ thích Bitcoin thôi nhưng mà nó lại cho bạn mất 4 phút bạn mới cái clan này một lần, thì đương nhiên các bạn hỏi mình là thế thì kiếm như thế thì làm sao mà nhanh cho được. Đúng vậy, cái kiếm như thế này nó sẽ không nhanh được, và các bạn cần phải kiếm clan tiếp cái thằng Bitcoin cạc này cho mình trong cái khoảng thời gian chờ đợi cái thằng kia. Nó một ngày bạn kiếm được bao nhiêu nó phụ thuộc vào cái độ cày của bạn có trâu chó hay không thôi, chứ không phải là bạn cứ ngồi chơi mà bạn cứ lại muốn cày ngon bằng người khác thì không được đâu. Anh em, tất cả anh em ở đây cày miễn phí thì đều tất cả mọi người đều chơi bục hết cả mặt ra, chứ không phải là chơi kiểu xôi thiệt, xôi thịt, tiền đấm vào là xong đâu. Họ đã chấp nhận chơi miễn phí thì các bạn sẽ là chơi theo kiểu cày bục mặt, giống kiểu bạn đi lao động nha. Bây giờ chúng ta là miner kiểu nha, các bạn đào từng tí một á, thì đương nhiên các bạn sẽ mệt mỏi và khó khăn vất vả hơn là so với lại ông chủ bỏ tiền ra để thuê đào rồi, đúng không? Cái đấy là điều đương nhiên. Nhưng mà cái người chủ ấy, người ta phải mang rất nhiều trọng trách trên vai mang rất nhiều các mang rất nhiều các lỗi lo âu. Còn bạn thì kiếm, bạn không làm cho người chủ này thì bạn sẽ đi làm cho người chủ khác thôi. Thế là đơn giản. Ok, chúng ta sẽ tiếp theo là một thằng dog đi. Tất cả các đồng này mình sẽ làm dog tiếp, balance cho dog này. Ok, like. Đây là mới là một tính năng thôi nhá. Mình căn bản là nếu như bạn nào mà xem nhiều kênh của mình rồi ấy, đối với bạn ấy cái quét như thế này không vấn đề, gần như các bạn ấy không xem nữa. Nhưng mà dù sao thì các bạn lưu ý vẫn phải nghe kỹ những gì mình nói, thì bởi vì đây là nó có phần kinh nghiệm để tránh trường hợp mình biết chắc là sẽ có một số bạn sẽ hỏi lại mình comment để hỏi, thì tránh trường hợp đấy tốt nhất là các bạn nên nghe kỹ những gì mình nói đã. Sau đó thì hãy ấy, bởi vì nhiều khi con này nó ất tip ngay từ đầu, mình tưởng nó sẽ không ất tip tài khoản cho mình ngay, nhưng mà bây giờ cuối cùng nó đã ất tip tài khoản cho mình. Thì các bạn lưu ý cho mình nhé, có thể nó sẽ không ất tip tài khoản cho bạn ngay đâu, chờ rất là lâu ấy, thì nó đăng ký rất là khó, mà thi thoảng nó lại mát tính nó lại đăng ký rất là luôn. Đây các bạn có thể nhìn thấy là bây giờ khi mình lúc thì cái thằng Satoshi này nó đã hết rồi, thì các bạn clan hết những cái đồng coin này cho mình đi, thì sau này bạn thích Bitcoin thì bạn có thể chuyển, mà bản thân cái web này nó cũng có phần chuyển đây này, exchange đây này, thì cái đấy mình sẽ nói sau. Nhưng mà các bạn cứ clan hết cho mình tất cả đi, xong rồi lại quay vòng lại. Ok, thì khi cái trong cái thời kỳ clan đấy mình sẽ qua phần tiếp theo luôn, exchange forget này. Đấy, clan tiếp này, 4 đến 5 Satoshi. Đấy, phần này là bạn lại tiếp tục một phần clan nữa. Nhưng cái phần hay hơn ở cái web này đó là auto forget này. Cái phần này thì rất nhiều bạn thích, mình thì cũng thực sự là cũng rất thích, bởi vì auto forget nó cũng tùy từng con nó mới cho auto forget thôi, chứ không phải con nào nó cũng cho auto forget. Thì đương nhiên anh em ngắm auto forget cho dog rồi. Bạn kích vào auto forget này và ấn start này cho mình. Nó chỉ có cho từng này con thôi. Đây này, từng này con thôi, nhưng mà anh em đương nhiên quan tâm dog rồi. Còn những cái thứ khác thì các bạn không cần ấy cũng được, vì dù sao dog vẫn bán đi vẫn được. Thì 100 lần đếm auto forget bạn sẽ có một đây là từng này Satoshi. Nó sẽ tự động, nó nói là nó tự động, nhưng mà thi thoảng các bạn phải quay lại check, ấn start lại một lần nữa cho nó, vì nó tự động auto forget, chứ không chứ nó chỉ chạy một đoạn thôi, các bạn phải quay lại nhé. Lưu ý là phải quay lại, chứ đừng không phải là nó tự động đào giống như kiểu là máy đào các bạn cắm đấy là nó chạy ổn định, xong bạn đi ra Trần Duy Hưng bạn làm vài nháy về xong rồi mà nó vẫn đào cho bạn đâu, không có chuyện đó đâu, các bạn phải canh nó đấy. Cái này tuy không cần phải forget giống như cái khó khăn nhập captcha chứ cái thứ kia, nhưng mà các bạn phải canh nó. Các bạn nhìn này, nó đếm rất là lâu luôn, nó không, tuy mặc dù là nó không mất máy móc, không mất đào, không mất kiểu CPU giống thằng Mining West này. Đây là Mining West, thì hai cái thằng này nó khác nhau nhá. Hai thằng này này, bản chất thì nó cũng là dạng auto, nhưng mà cái thằng này ấy, nó sẽ không bị mất CPU của các bạn. Nhưng mà các bạn phải thường xuyên check nó không chạy ổn định, cộng với này nó sẽ chạy chậm hơn
thực sự là nó không chạy ổn định, nhưng mà nó sẽ đỡ bị ngốn CPU, ngốn tài nguyên các bạn. Thì khi các bạn chơi cái gì hoặc làm cái gì thì vẫn có thể làm được. Còn thằng Mylink này thì nó lại một dạng khác. Bây giờ mình sẽ Mylink cho các bạn xem. Khi Mylink là bạn đã sử dụng chính CPU của bạn rồi, là chip của bạn rồi, thì khi đấy thì nó sẽ sử dụng ngốn tài nguyên của chip. Mà lúc đấy là cũng là một vấn đề rồi đấy. Khi chip mà đã hoạt động cao là lúc đấy là máy của bạn đã chậm lại, mọi thứ của bạn đã bị chậm lại rồi. Còn riêng với thằng AutoFocus này thì nó lại hoàn toàn không thế. Lưu ý cho mình là sự khác nhau nhé. Thì nhiều bạn thích cái này rồi thì các bạn ấy quá hiểu rồi, nhưng mà một số bạn mới thì mình phải nói thế để các bạn lưu ý, đỡ phải hỏi nhiều. Mylink, cái dạng Mylink này nhá, lưu ý sau này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn theo kiểu là nó sẽ vừa free nhá, mà nó vẫn là Mylink free, nhưng mà nó kiếm nó sẽ, các bạn tắt máy đi thì nó vẫn cứ đào, nhưng mà cái thằng này là bạn phải mở liên tục thì nó đào nhá. Ok, thì với cái này ngoài mình sẽ giải thích là khi bạn đào thì nó này sẽ get cho bạn là hash. Thì cái hash này bạn có thể đổi đây này. Thì hiện tại bạn chưa có hash nào, vì là đây cái tổng hash mình chưa có vì mình chưa đào. Nhưng mà hiện tại thì khi là bạn đủ bao nhiêu nghìn hash này thì bạn có thể đổi ra từng cái một như thế này. Đây đổi. Thì đây nhá, tổng hash là mình chưa có này. Bây giờ mình sẽ đào cho các bạn xem. Ấn go vào đấy. Thì lúc này đây là chỉnh TMO. Có nghĩa là ở đây mình sẽ có khoảng độ 8. Ở đây thì speed này sẽ lên đến 100. 8 ở đây có nghĩa là 8, ví dụ như là 8 con ngựa kéo một cái xe thì bạn sẽ có 8 con ngựa. Nếu như bạn muốn chỉ có 2 con ngựa thôi, kéo một cái xe và có 2 con ngựa này chạy với công suất bao nhiêu thì các bạn chỉnh ở đây. Đấy là kiểu giống như vậy. Đại khái là tăng càng cao thì chỗ này tăng càng cao thì nó đào càng nhanh. Thế thôi, hiểu nôm na như vậy. Ok, ấn start này. Sau khi ấn start, ôi mình để 2 hay mấy à? Ấn đồng ý cho mình. Ok, thì nó đã xác nhận rằng là việc này running này, start running. Đây nhìn hát này lên này. Đấy, chính cái hát này là sau này nó sẽ token hát S này về đây. Và 9.000 hát các bạn sẽ đổi được một Satoshi Bitcoin. Satoshi 10.000 hát, hát Light Satoshi Dog thì 9.000 hát bạn sẽ có 3.200 Dog. Đấy, đại khái là như vậy. Các bạn đây nhìn này, nó sẽ nhảy 15 second. Cái này mình thấy đào về cảm quan của mình ấy thì cái này gọi là thêm thôi, chứ thực sự là mình cũng giới thiệu cho bạn rất nhiều các việc đào bằng CPU rồi. Thực ra không khuyến khích ở web này là việc đào CPU lắm, bởi vì có rất nhiều web mình đã giới thiệu cho các bạn đào CPU rồi, nhưng là không có gì là khuyến khích cả ở cái phần đào này. Đấy, bây giờ là CPU của mình nó chạy lên rồi, mình phải stop lại ngay, nếu không thì không thể mà làm clip cho các bạn được. Đâm ra các bạn phải thông cảm. Đấy là khi bạn đủ hash rồi thì bạn ở đây và đổi cho mình. Nhưng mà cái thằng auto này thì các bạn cứ để nó chạy như thế này, không vấn đề gì, auto chạy thoải mái luôn. Nhớ là thi thoảng quay lại check nó 5 đến 10 phút thì quay lại check nó thôi, chứ còn kệ cho nó chạy. Nhớ là 5-10 phút là chạy, đây là nó đang đếm này, kệ cho nó chạy thôi, chứ còn nó không bị ngốn tài nguyên gì đâu. Chỉ là để web này cho nó auto, không vấn đề gì cả. Đây là cái dạng auto forecast này là thích nhất trong tất cả các dạng mà chơi, thì mình đã khẳng định cho bạn là loại này là loại thích nhất. Các bạn cứ chơi thử đi, sướng phê hết cả người luôn. Chơi em này là thích cực kinh khủng luôn. Không có loại nào mà chơi cái này đúng cái loại tài lá mít đít lồng bàn này này. Thì tiếp theo cái phần exchange này là phần chuyển đổi. Các bạn lưu ý nhá, nếu các bạn không muốn chuyển đổi ở trên cái thằng này thì khi lúc đấy mình bảo clan forecast này này, thì sau khi bạn ấy xong, bạn không muốn đổi, bạn có thể đổi bit from, có nghĩa là Bitcoin, từ Bitcoin ra Dogecoin chẳng hạn. Đấy, bạn không thích Bitcoin, bạn thích Dogecoin thì bạn đổi 0.0001 thì nó ở đây to Dogecoin đấy. Nó không tính à, calculate đi. Được 21 Dog nhá. 0.0D100.000 này. 10.000 này. Ô sao 1 này được 21 Dog nhỉ? Đây 80.000 Dog, nó tính đúng đấy. 4 Bitcoin. Đại khái để Dogecoin này. Đấy, cho Satoshi cho dễ. Bitcoin, đấy. Bây giờ mình cho 1.100 Dog thì bằng bao nhiêu Satoshi? Không ra. Không tính được à? Đúng mà Satoshi này. Nó không tính được, căn bản có thể là do mình chưa có tiền ở đây chẳng hạn. Đây là cái balance này. Đấy có. Đây mình copy nha. Đấy, xong rồi exchange trên này. Bitcoin này. Đấy, mình sẽ để vào đây. Bên này đây. Đấy. Dogecoin tính
không ra. To before process. Đây, tính toán trước khi là chấp nhận. Thì cứ ấn luôn để xem doc ra bao nhiêu. Ok. Zero. Chưa tính ra. Thôi thì cái tính năng này kể cả các bạn vào đây các bạn đổi cũng được, không vấn đề gì. Hoặc là có lúc đấy nó đổi được đấy, nhưng mà tự dưng bây giờ lại không để đổi được. Ok. Nó không đổi. Các bạn tính lại sau mình. Cái phần này các bạn về Pocket đổi cũng được, nếu như cái ở đây nó không đổi. Có thể là ít quá, có thể ít tí Satoshi này nó không đổi ra, bởi vì 11 Satoshi nó không đủ một dock để cho nó ra. Có thể là thế. Ok, cũng lấy từ đó. Không ra. Đây, trên đổi duy nhất coin ở Pocket, có nghĩa là những cái đồng coin mà hỗ trợ Pocket thôi, là cái mặt này này, hỗ trợ Pocket thôi. Duy nhất đồng coin ở hỗ trợ Pocket, còn đâu là nó sẽ không hỗ trợ nhá. Hay là những cái đồng coin mà hỗ trợ, à mà đây là phần exchange này, có gì đâu mà không hỗ trợ. Đấy, ok, bây giờ rút tiền. Giai đoạn quên mất rút tiền. Ok, ấn vào đây, quyết đo cho mình. Rút tiền thì nó lại gọi là nhanh như một tốc độ bàn thờ luôn. Mình có thế thằng này đấy, ấn nấm Boloset 11 Satoshi bay về tiền, bay ngay đấy. Thấy chưa, rút không có một sự khó khăn gì. Kinh thật đấy. Đây, 11 Satoshi just now này. Đấy, bây giờ mình sẽ rút tiếp dock đi. Rút cái kiểu rút mà đây được một lần dock là 0.2 cũng được tương đối nhiều đấy. Overview lại một lần nữa. Nói chung là cái đây, dock đây. Đấy, vừa với ấy luôn. Nói chung là cái phần rút tiền này, Bitcoin card này. Đấy, rút. Ngon chưa? Đấy, các bạn thấy ngon không? Nói chung là cái tốc độ rút tiền này nhanh như sự trở mặt của người yêu cũ, an tâm. Không vấn đề gì cả. Ok, thì đấy, quét rút tiền như thế rất là nhanh và chạy. Thì ở quét này, thì lời khuyên của mình là rằng là các bạn chơi clan, chơi hết chỗ này đi cho mình, chơi hết này. Nhớ là phải share cho các bạn bè để cho đẩy IP của Việt Nam lên cao. Mình thích là phải cao hơn thằng Indo. Chắc chắn là sau clip này thì các bạn có thể vượt lên trên thằng Brazil rồi. Nhưng mà cái thằng 50.000 này, con số 50.000 người này thì mình nghĩ rằng là rất là khó. Nhưng mà dù sao chúng ta hãy cùng nhau chung sức để đẩy thằng Indo xuống. Chứ không thể để nó đứng đầu này được, nó đè đầu cưỡi cổ này là không cam tâm. Cộng với này, bạn ngoài Pocket ra thì các bạn cứ để cho nó chạy auto như thế này. Vừa auto này, xong lại vừa clan như này cho mình. Đấy. Còn đào thì có rất nhiều các máy đào, thì các bạn không nhất thiết phải đào trên con này. Còn tùy các bạn thôi, nếu bạn thích đào thì đào, còn không thích đào thì thôi. Ví dụ như là các bạn chưa tìm ra được con nào để đào ETH ngon thì các bạn thể dùng con này để đào. Ví dụ như một số đồng coin hiếm các bạn rất là khó, ví dụ như Bitcoin hay Dogecoin thì hoặc là một số đồng coin nổi tiếng thì việc đào nó sẽ là tương đối đơn giản vì rất nhiều web nó hỗ trợ. Mình cũng giới thiệu rất nhiều web khác nhau để hỗ trợ, nhưng mà có một số đồng coin mà các bạn thích mà không biết là đào ở đâu thì con này lại ngon. Thì lúc đấy bạn có thể sử dụng em này, tùy các bạn. Đấy, vừa đây 10 Satoshi rồi này. Đấy. Mà bên này nó vẫn cứ chạy. Đây dock vẫn cứ chạy thôi. Dock vẫn running nhưng mà dock run no phết đấy. Gọi là chạy thêm thôi. Nhưng mà đây vẫn clan vẫn cứ chạy bình thường. Đấy là điều mà hay. Ở đây mình có thể chat motherfucking mà thôi, chửi nó ban nick chết cha. Ở đây là thế thôi. Đơn giản, xong lại chuyển sang cái phần này. Clan hết chỗ này cho mình. Nhưng mà vấn đề là bạn clan mấy cái thằng này á, mấy thằng coin này thì sau này đổi nó không được vì nó không nằm ở trong cái diện của Pocket. Đâm ra anh em nhớ clan chỉ ở clan ở trong cái dạng Pocket thôi. Chơi ở trong Pocket thôi. Có nghĩa là những cái đồng coin hỗ trợ trên Pocket này thôi. Đây này, những đồng coin này hỗ trợ nó thôi thì có thể chuyển đổi qua nhau. Còn trừ khi các bạn mấy cái đồng Agriculture coin này là đồng coin nông nghiệp à. Mấy đồng coin này mình chả biết đâu, nhưng mà các bạn có thể tham khảo. Thích thì chơi nhưng mà theo mình thì chả chơi làm gì. Kiếm riêng các bạn, bây giờ bạn cứ có thật nhiều Bitcoin với Dogecoin thôi bạn đã đủ giàu rồi, chứ đừng nói là chơi những cái đồng coin vừa va vẩn này làm gì. Ok, cảm ơn các bạn đã xem kênh YouTube của mình. Nhớ là phải share cho tất cả bạn bè để anh em đứng đầu này.
Đây là một quét đáng chơi nên là anh em đừng bỏ qua. Kể cả bạn là người mới chơi, các bạn cũng vẫn có thể chơi được vì hoàn toàn miễn phí, không hề mất đồng một xu xấu nào luôn. Các bạn chỉ cần, nói chung là hoàn toàn miễn phí, không cần phải cái gì, chúng ta cũng đã sở hữu được coin và có thể đầy đủ tất cả các tính năng đào và kiếm đầy đủ luôn, để combo luôn để khởi đầu cho các bạn mới. Đâm ra anh em có thể giới thiệu share clip này cho bạn bè, nhớ là để đẩy cho IP cao lên, để cho Việt Nam lên, cờ Việt Nam là phải treo lên đỉnh, mình thích lên đỉnh. Ok, cảm ơn bạn, nhớ subscribe nhé.